Anh em đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay mình rất cảm ơn bạn Quang Khôi Đinh đã cho mình mượn nick để có thể có một cái kèo vào sáng thứ năm, sáng thứ hai. Cứ quên là thứ năm có gì, nhưng mà hôm nay là chúng ta sẽ là thứ hai có gì anh em nha. Ngày hôm nay thì bạn Quang nó có hẹn mình một cái kèo hình như là từ tuần trước rồi. Từ tuần trước bạn Quang đã gửi cho mình cái kèo này. Đây, chúng ta sẽ đi quay Kylian Mbappe vào buổi sáng ngày hôm nay với 3.900 coin ở đây. Và mình sẽ cố gắng mang về Mbappe dành cho bạn Quang Khôi Đình. Mbappe phiên bản này thì có chỉ số max là 104. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy tip nào hay là có cái thông tin nào về có thể lên được 105 không. Nhưng mình nghĩ là 104 là max rồi. Thì hôm trước thì mình cũng có quay cho bạn Quang Khôi Đinh cái bốc của Vinicius rồi. Mình quay 2 lần là 1.800 coin và mình đã ra 2 con hàng luôn. 2 con hàng đầu tiên là Toni Kroos và Vinicius rồi. Và bây giờ với 3.900 coin còn lại này, chúng ta sẽ cố gắng mang về thêm cho bạn Quang Khôi Đinh nữa một con hàng Kylian Mbappe. Mình đang rất tự tin với cái khả năng ngày hôm nay của mình vì hôm trước mình có quay 2 lần thì ra 2 con hàng ngon rồi. Đây rồi, lượt quay đầu tiên và chúng ta đã nổ rồi, không biết là con hàng nào rồi. Chúng ta đã nổ ngay lập tức đầu hàng ở lượt quay đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất hiện con áo màu gì đây? Và đó là số 7 Kylian Mbappe. Let's go. Đó là Mbappe. Trong màu áo của Paris Saint-Germain. Quá tuyệt vời, ở lượt quay đầu tiên chúng ta đã mang về Mbappe, siêu tiền đạo tuyệt pháp, 10 điểm cho lượt quay đầu tiên. À, ngon luôn rồi, ui trời, hút luôn này, rồi, quá ngon. Chúng ta còn 3.000 coin, có lẽ mình sẽ cố mang nốt về con hàng Donnarumma về với đội của bạn chủ ác nữa. 3.000 coin này mình nghĩ là mình vẫn tự tin đấy anh em ạ, vẫn tự tin đấy. Ok, Donnarumma phiên bản này thì chỉ số phải nói là cực khét luôn anh em ạ. Chiều cao tốt, sải tay dài tốt mà lại còn chỉ số tốt. Úi rồi, đúng là húp. Ok chơi. Ở lượt quay này chúng ta sẽ có gì không? Có đèn đổi màu trong sân. Không, không có pháo hoa tung tóe anh em ạ. Không bắn tùm lum như này thì mình nghĩ rằng đây là highlight thôi. Lượt này thì sẽ là highlight đúng không? Đúng không, hay là tay dài? À không phải. Đúng là highlight rồi. Đó là số 17 Keto. Keto Nakamura. Chỉ số chỉ là 79 nữa à? Không sao cả, đây mới là lượt thứ hai thôi. Chúng ta vẫn còn mà, chúng ta vẫn còn tận 2 lượt nữa. Thoải mái đi anh em ơi, 2 lượt nữa và 300 coin dư. Mình nghĩ là vẫn sẽ mang về được Donnarumma đấy. Hoặc là ra con hàng Zakaria này cũng ngon đúng không? Có phải là Zakaria không? Mà ra thì cũng ngon, con DMF này cũng rất ảo đấy anh em ạ. Anh em dùng thẻ bay hoặc là cái thẻ highlight con này rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta mang được cái con hàng này với chỉ số 100 thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là in game sẽ bá đấy. Lượt quay này, lượt quay này không có gì cả. Đừng mà đen nhá, bây giờ mà nó đen là buồn lắm này. Bây giờ mà đen là nó toang đấy nhá. Lượt này thì ok, chúng ta lấy con bay đi. Nhưng mà lượt sau thì mong nó không đen nữa. Lượt sau mà không ra thì chúng ta cũng đi luôn đấy. Danilo Pereira. Nó còn đúng một lượt 900 coin nữa thôi. Nào, Donnarumma ơi, ra đi nào, từ từ chúng ta sẽ trích trùng một tí. Donnarumma. Ra đúng là thôi đấy, bay người hơn chim đấy. Đúng là quá đẹp ở cái video ngày hôm nay luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lượt quay 900 coin cuối cùng. Ôi giời ơi. Không có gì à? Được, chết rồi. Được, hỏng rồi anh em ạ. Quả này là khó mang về Donnarumma lắm rồi đấy. Lượt này mà không ra nữa thì nghe phải còn 300 coin, không biết làm đến chuyện không anh em nhỉ. Lần này ra highlight thôi. Ui giời, highlight làm cái gì? Ra show time đi nào. 100 coin cũng không có gì cả. Còn 200 coin nữa. Thôi mình nghĩ rằng không còn cơ hội đâu anh em ạ. Mình bấm nhanh đi. Được thì được mà không được thì thôi. Chúng ta vẫn có con hàng Mbappe làm chủ lực rồi. Không ra, lượt cuối nào. Mình rất nhiều lần quay lượt cuối này ra con hàng ngon rồi. Và lần này liệu có phải là phép màu không? Chả có cái gì cả. Thôi xong luôn.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nâng qua chỉ số của Kylian Mbappe anh em nhá. Chúng ta sẽ check xem qua chỉ số nó như thế nào. Đây, mình vừa nâng xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ auto thôi nhỉ. Chưa có tip nâng nào cả, chúng ta cứ auto trước đi. Và mình thấy rằng là auto đang ngon này, nhận thức tấn công như này là tốt này. Sau búp thêm cả booster của Showtime nữa thì lên nó cũng ngon. Tăng tốc rồi chạy các thứ khét luôn này. Thăng bằng thể lực ok. Auto này mình thấy đẹp đấy anh em ạ. Ok, auto nhá. Auto đi. Và chỉ số của Mbappe sẽ lên được là 104 ở phiên bản này. 1m78, 25 tuổi và thuận chân phải trong màu áo của Paris Saint-Germain. Có lẽ là phiên bản tri ân dành cho Mbappe ở Paris. Tài vẫn là Gold Voucher thôi. Nhận thức tấn công là 96, đi khẩn bóng là 85, dê bóng là 89, xử lý không gian hẹp là 82, chuyền thấp 74 và chuyền bổng là 70, dứt điểm là 96. Cái nhận thức tấn công và cái dứt điểm, cái cầm bóng là cái khả năng rất tốt của Mbappe. Sút phạt và độ xoáy thì nó là ổn. Tốc độ 95 và tăng tốc là 102. Có cả huấn luyện viên Xabi búp thêm một chỉ số nữa là lên được 102. Nhanh chưa? Lực sút 84, tỷ lệ bật nhảy thì không cao, thăng bằng là 93 và thể lực là 81. Hai chân thì ngon. Được búp thêm cái nhận thức tấn công này, điều khiển bóng, dứt điểm và cái tăng tốc là 4 chỉ số được búp thêm cộng 2 nhờ cái booster. Ở skill thì có Sesofi này, đáp tắt chop turn, sút xa sút xoáy phiên bản này có sẵn này. Dứt điểm tư thế khó này, sút một chạm. Có Phenomenal Finishing, một phiên bản mà dứt điểm rất hay của Mbappe. Ok, thì video ngày hôm nay thì đến đây là mình cũng thấy quá là ngon rồi với Mbappe 104. Và một lần nữa mình rất cảm ơn bạn Quang Khôi Đinh đã cho mình một cái kèo rất ngon vào buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm cái phiên bản Kylian Mbappe trong màu áo của Paris Saint-Germain này. Còn bây giờ thì bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong clip ngày mai. Bye bye.